3 yếu tố tâm lý hồi hộp trong điện ảnh. Phần 1, âm thanh. Có gì hợp tác với anh cũng khá chất giả nhỉ? Hai nhà sản xuất âm thanh Lon Bender, Victor Reyes đã tạo ra âm thanh lắng riêng cho bối cảnh này. Tài xế đồng ý chở chạy trốn khi cướp ngân hàng một cách nhanh gọn nhất. Nếu tôi lái xe cho anh và anh kiếm tiền cho mình, nói tôi điểm bắt đầu, vậy nữa ta sẽ đi. Tôi sẽ chở anh tới đó. Tôi sẽ cho anh 5 phút khi ta tới đó. Dù có chuyện gì trong 5 phút, tôi vẫn làm cho anh. Dù là chuyện gì, xảy ra chuyện gì sau thời gian đó thì anh hãy tự lo liệu đấy nhé. Nè, khi cảnh bắt đầu, tài xế bấm thời gian. Tôi sẽ gặp anh sau 5 phút nữa đi. Chúng ta hoàn toàn im lặng, tập trung. Gặp anh sau 4 phút nhé. Thứ ta chỉ nghe được là âm thanh của thời gian. Quần áo,